Mày là cái thằng hôm qua hù tao đúng không? Chúc mừng các bạn nhận được 20 triệu đồng. Tại tờ 100 ngàn đâu? Dạ dạ, quên bỏ vô anh. Đi thi có nhiều đó cũng quên. Lấy 20 triệu mà có 100 ngàn không em? Hời hợt với cái việc mình làm. Hư thúi. Ngày xưa anh có diễn một cái kịch bản giống vậy. Một cái thằng giang hồ ra. Mày thấy sao? Cầm dao xong chuyển qua búa. Thằng này sợ tới cái súng này quyết đó. Mày chọn đi, mày chọn cái nào? Em đúng cái nào? Nào cũng ghê, không có. Búa 10 ngàn, dao có 15 mà. Anh mua cái nào cũng được cái chân dạng vậy đó. Thì cái cậu áo trắng là nhịp rất là tốt. Ông nói ông nội, cái tờ tiền không có. Thứ nhất là khán giả ta coi ta không tin. Thứ hai là ta bị sao động với việc ủa chứ diễn tay không. Đẹp trai cho cố vô rồi không làm được cái gì. Có yêu chưa? Được chưa anh? Đúng rồi đó. Ai mà yêu em? Yêu mà quên hết mọi thứ. Mà cái hỏi mai mốt anh quên em chưa? Quên rồi. Chết rồi. Chào ban giám khảo, xin chào anh Ngân Huy và toàn thể các mọi người đang xem đài. Dạ em tên là Hồ Vĩ Trí. Dạ em tên là Trần Gia Thịnh. Trí. Thời gian 60 giây bắt đầu. Cái câu gì ạ? Câu cá. Mày biết hồ này của ai không? Dạ không anh. Mua vé chưa? Dạ chưa. Dạ em không có tiền anh. 10-20 móc ra mày. Dạ giờ anh bắn em cái đụng em có 10 triệu 20 triệu đưa anh luôn á. Mày câu cá mập hả? 10 triệu 20 triệu. 10-20. Câu ra. Dạ 10 ngàn này là tiền em muốn mì. Bây giờ em gửi anh cấp cho em cái vé. Tao nói lần này thôi nha mày. Chiều nay có thể mày còn gặp tao đó. Cậu đây nhớ canh bảo vệ. Vé số chữ sổ đây. Hôm nay có cửa cấu cấu đây. Vâng bạn, nhận được 2 triệu đồng. Câu cuối cùng em nói là gì? Vé số chữ sổ đây. Trước cái gì bảo vệ đó. Chiều nay mày sẽ còn gặp tao đó. Chiều nay mày có thể sẽ còn gặp tao đó. Bảo vệ gì nữa? Canh câu cá với canh bảo vệ. Câu cá với canh bảo vệ. Câu cá nó nói rõ ra là tôi cười rồi. Dạ. Nghe câu đó. Dạ. Em. Dù là diễn chưa tốt nhưng ý là ok. Thông dạ. Minh. Nó đơn giản nhẹ nhàng thôi gì đâu mà. Dạ. Đó. Y chang như vậy. Có gì hấp dẫn nữa. Chơi luôn. 10 triệu đang chờ đợi tụi em. Thiệt đang nóng lòng trao 10 triệu lắm luôn. Dạ tụi em. Nói rõ. Đừng rung đừng sợ gì cả. Nói dạ. Cho thiệt rõ. Chữ nào chữ này phải rõ. Không rõ không nghe sao cười. Rồi. Tiếp chứ. Chơi tiếp. Nè cái hồi nãy thì giờ góp ý nha. Cái hồi nãy mà nếu như giấu tự số tới cuối cùng luôn. Mày không phải muốn làm gì làm. Này tôi cảnh cáo. Chiều nay còn gặp tao đừng có đùa. Nhớ canh bảo vệ nha chưa. Tao đi đây. Để lại cái bì hay gì đó. Mở ra. Ủa vé số là sao? Là khán giả hiểu liền. Thằng này bán vé số bên kia rau liền. Vé số đây. Thấy không? Nó phối hợp nó nhịp nhàng nhưng mà chắc tụi em chưa biết cái đó. Nhưng mà với cái nội dung vậy là anh nghĩ là được, hợp lý. Nó sạch sẽ, nó gọn gàng, nó ngăn nắp, thấy không? Diễn nó đầm thắm, nó từ tốt. Y chang vậy mà mạnh đô hơn tí, lấy 10 triệu. Cho em ra lấy được dạ, dạ, lấy được cụ. Dạ. Thời gian 60 giây, bắt đầu. Trễ giờ rồi. Mày đang không qua hù tao đúng không? Rồi sao? Mày muốn gì? Chúc mừng hai bạn nhận được 10 triệu đồng. Cái này dở ẹt nói trong miệng của mà nó không hiểu sao mình cười luôn á. Bởi vậy thiệt á. Cái cầu trắng này có nhịp có tốt kìa. Nhân công này có nhịp mà thấy ghét nè. Thí dụ nào phải đi vậy nào. Đi nè, hai bạn đụng nhau, hai đụng nhau. Đâu mà bịch.
thằng bán vé số. Mày chết ba mày. Trời sao? Mày muốn gì? Anh còn bán không? Không. Từ từ. Nhã nhẹ ra. Nhịp nhàng. Thoải mái. Nói cái gì một nùi trong miệng rồi không có nó rôi cái này ra làm sao mà cười. Thiệt tình. Quý quá anh. Bình tĩnh. Đã nói rồi, bình tĩnh. Dập đĩa. Có thấy tiền không? Nhả ra được chưa? Ok. Các bạn đang có trên tay 10 triệu. Vòng sau sẽ là 20 triệu đồng. Nhẹ nhàng hợp lý. Về bán vé số. Em diễn cái này luôn. Em diễn cái nào cũng được. Mà anh chỉ cần rõ ràng, rành mạch, rõ, nhẹ nhàng. Đây, 20 triệu. Em phải có tâm lý. Em hiểu không? Em đừng có nói không. Em phải làm một cái thằng mà hồn qua em tức nó thiệt là tại vì nó lừa em thì người ta mới cười. Tại thằng này cái tâm lý nó đúng. Vợ mày sao? Tại cái tâm lý nó tâm lý thiệt. Còn em không có tâm lý, hiểu không? Em phải tập trung một tí. Em làm nhẹ nhàng, em nói rõ cho tôi nghe, tôi sẽ cười. Nghe không? Rồi. Hai bạn thi tiếp hay dừng lại ạ? À? Dạ, dạ thi tiếp không anh? Nhưng thi tiếp. Bấm cái khúc mà chụp cổ áo lại á. Được. Rồi, được. Mình nước chứ. Dạ. Phải tiết kiệm thời gian chứ. Dạ. Rồi, ok. Rồi, xin mời. Thí dụ nha, diễn mà không cười qua cái thứ ba luôn. Dạ. Hiểu không? Có thời gian làm hết. Rồi. Trễ rồi. Mày là cái thằng hôm qua hù tao đúng không? Chúc mừng các bạn nhận được 20 triệu đồng. Tại tờ 100 ngàn đâu? Dạ dạ, quên bỏ vô anh. Đi thi có nhiều đó cũng quên. Lấy 20 triệu mà có 100 ngàn không đem? Hời hợt với cái việc mình làm. Hư thúi. Ngày xưa anh có diễn một cái kịch bản giống vậy. Một cái thằng giang hồ ra. Mày thấy sao? Cầm dao xong chuyển qua búa. Thằng này trở tới cái súng này quyết đó. Mày chọn đi. Mày chọn cái nào? Em đúng cái nào. Nào cũng ghê. Không có. Búa 10 ngàn. Dao có 15 mà. Anh mua cái nào cũng được cho anh dạng vậy đó. Thì cái cậu áo trắng là nhịp rất là tốt. Ông nói không nổi. Cái tờ tiền không có. Thứ nhất là khán giả ta coi ta không tin. Thứ hai là ta bị sao động với việc ủa chứ diễn tay không. Đẹp trai cho cố vô rồi không làm được cái gì. Có yêu chưa? Được chưa anh? Đúng rồi đó. Ai mà yêu em? Yêu mà quên hết mọi thứ. Mày cứ hỏi mày mốt. Anh quên em chưa? Quên rồi. Chết thiệt. 20 triệu. Cho em... không hài lòng lắm. Để hỏi ý ra. Hỏi ý cái gì? Thi tiếp luôn anh. Thôi thi chi nữa. Hai bạn ơi. Đây. Khoan, trời ơi, đừng nghe, hãy nghe lý trí. Bây giờ các bạn có 20 triệu, chắc chắn lấy 20 triệu. Nếu mà mình thi tiếp, mình lấy double luôn là 40 triệu và tấm vé vào gala 150 triệu. Nhưng, rớt là mất tiền vậy thôi đó. Không có gì trơn mà làm thế vậy. Đúng rồi, vậy đó, rớt là mất tiền. À, tụi em đến đây là mục đích không phải là giải thưởng anh, vui là chính. Được. Khoái áo trắng rồi đó nha. Con mê em rồi đó. Là nghỉ đúng không? Không. Vậy không thi tiếp anh. Thi tiếp anh. Thi tiếp. Ráng nha. Dạ. Cho em chuẩn bị đồ cụ. Cho em vô chuẩn bị đồ cụ. Chuẩn bị đồ cụ. Lúc nào cũng vô chuẩn bị đồ cụ hết trơn. Ra diễn tay không. Rung luôn. Cái gì cũng rung hết á. Lấy 20 triệu rồi còn rung. Thời gian 60 giây bắt đầu. Thôi rồi, mất hết rồi. Tại sao con khóc? Bụt hả? Nếu con quay lại, ta sẽ không còn là bụt nữa. Bụt đến giúp con phải không? Đúng, ta cho con 3 điều ước. Con ước đi. Bụt ơi, con vừa mất 10 ngàn, bây giờ con ước có 100 ngàn. Đúng là bụt thật rồi. Bụt ơi, con vừa mất 100 ngàn,
Bây giờ con ước có 500 ngàn. Trời, 100 ngàn mà giờ được 500 ngàn thì con biết bục lại rồi. Anh, vé số. Em vé số. Mua giùm em tờ nãy giờ em giả bộ em lừa anh thôi, mua em tờ đi. Mày bán giấy số giả mà dạ, lừa tao gì? Dạ, em đang bán giấy số anh. Mua em tờ nha. Hết thời gian rồi. Câu chốt là câu gì? Dạ, lúc đó là quăng cọc vé số vô. Xong rồi cái lúc đầu là em này nói là em ước là có 500 ngàn lên 1 triệu. 1 triệu xong cái em giơ tay lên, anh quăng cọc vé số xuống. Cầm từ 500 rồi phải nói chốt là sao? Ồ, mất 100, được 500, lợi 400. Bục ơi, con không ước nữa, con biết Bục là ai mà. Đúng không? Phải lừa ngược lại nó. Mà nãy khán giả đã biết rồi, mình phải làm cái gì khán giả chưa để ý. Đang hay, hơi tiếc. Mất rồi. 20 triệu. Mất rồi. Vẫn ở lại, chán thiệt. Đang hay, thiệt tình. Cái ông này vẫn là cái ông này. Ông chốt vấn đề của Hồng Sam thiệt tình. Rồi, cảm ơn hai bạn ạ.